Mình chào tất cả các bạn, mình tên là Hải, mình sinh năm 2000. Mình nghề nghiệp hiện tại của mình đang là nấu ăn cho một quán ăn và mình đang theo học khóa dựng phim tại Queen Academy. Thực ra thì nghề nghiệp của mình không hề liên quan gì đến dựng phim cả, nhưng mà do cá nhân của mình rất thích về phim ảnh và mình muốn tìm hiểu là làm thế nào để người ta có thể dựng ra được một bộ phim hay đến như vậy. Do vậy nên là mình đã quyết định đi đăng ký học khóa dựng phim tại trung tâm ạ. Mình biết đến học viện qua quảng cáo và mình cũng có một người bạn đã từng học tại học viện rồi. Họ cũng giới thiệu rất là nhiều đến học viện và mình cũng tìm hiểu và mình biết được là học viện là một nơi đào tạo rất là tận tâm và chuyên sâu, nên là do đó mình đã quyết định đến học viện để mình đăng ký. Cũng là khá là khó khăn khi mình tại vì nghề nghiệp của mình nó không liên quan gì đến dựng phim cả, cũng có một chút rào cản từ gia đình, nhưng mà mình vẫn quyết định là đi theo cái đam mê của mình và mình muốn là đi học để sau này công việc của mình sẽ ổn định hơn. Khi mình bắt đầu đến đăng ký thì mình nhận thấy được là những anh chị tư vấn rất là chuyên, họ rất là chuyên nghiệp. Họ tư vấn cho mình từ lộ trình học, từ những cái mình chưa hiểu gì về quá trình học, mình học bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào thì họ đều giải thích và tận tâm chỉ mình từng chút một. Đấy là điều mình rất thích khi mình đến đăng ký. Giảng viên của mình là thầy Nam. Thầy là một người thực sự là rất là tận tâm. Những cái lúc mà mình không hiểu bài ấy, ngay trong thời gian trên lớp thì mình đều có hỏi thầy luôn và thầy cũng luôn luôn vui vẻ tới tận nơi, tận chỗ mình ngồi học để chỉ dạy mình từng chút một, giúp cho mình không bị lạc mất kiến thức trong ngày hôm đó. Hoặc những cái lúc khi bài tập về nhà có những khó khăn thì ngay lập tức mình cũng đều nhắn tin hoặc là gọi điện cho thầy, thì thầy cũng đều trả lời rất là kịp lúc và hướng dẫn cho mình làm bài tập như thế nào nhanh nhất và thuận tiện nhất. Mình cảm thấy không khí học trên lớp rất là vui, mọi người đều rất là nhiệt huyết so với những môn học và những buổi học của mình. Về thời gian học thì mình thấy là học viện rất là linh động trong việc cho học viên của mình chọn lựa chọn thời gian học. Mình thì ban ngày mình đi làm nấu ăn và buổi tối đến mình rảnh, mình có thể bỏ ra thời gian buổi tối để mình lên học viện mình học. Đấy là một điều rất là hay học viện. Ba từ Green thì theo mình là sẽ là tận tâm, chuyên nghiệp và nhiệt huyết. Cảm ơn mọi người, đây là những chia sẻ và những trải nghiệm của mình tại học viện. Các bạn không nên sợ gì cả, nếu mà có ước mơ hãy đến học viện đăng ký ngay và luôn đi nào. Green Academy 한국에서 나온 학원.